Chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là về một cái dòng sản phẩm mới. Đó là dòng sản phẩm Bullet 2S hay còn gọi là F46, F26 FP. Đấy. Thì cái sản phẩm F26 FP này nó có gì khác biệt so với các cái dòng sản phẩm đời cũ như như là F22P, F22 FEP và F22 FP. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ để cho các bạn nhìn bốn sản phẩm. Thì về ngoại hình thì là cả bốn sản phẩm này nó cũng cũng tương đối giống nhau. Đấy. Không có gì khác biệt nhiều. Đấy, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là đây. Con F22P thì là cấu tạo của nó là vỏ thân nhựa này. Đấy, hai anten này, nhưng mà giá của này rẻ này. Thì cái tính năng của con F22P này thì là không có màu ban đêm, có mic nghe âm thanh thôi, không có đàm thoại. Còn con đây là tiếp theo là con F22 FP thì con này là con nâng cấp của F22P thì con này nó khác so với con cũ là thứ nhất là cái vỏ nó làm chắc chắn hơn. Thứ hai có đèn và có khi nhìn đêm là khi bật đèn flash trước mắt cam thì nó sẽ có màu ban đêm. Đấy. Thì cầm nó lặng hơn con kia một chút. Thứ ba là con F22 FEP. Thì con này là nó về hình dáng là giống y hệt con F22 FP nhưng mà nó có thêm thứ nhất là có đèn và có màu ban đêm. Khi bật đèn là có màu ban đêm và thứ ba là có còi hú báo động và có đàm thoại hai chiều. Đấy, đấy là điểm khác biệt. Và thứ ba là con ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn đây. Đó là con Bullet 2S hay còn gọi là con F26 FP. Thì con này là nó hơn hẳn so với các cái dòng thế hệ trước nhé. Thứ nhất là đây, tôi và cùng với các bạn có thể mở ra nhé, mở sản phẩm ra nhé. Đây, khi tôi cầm vỏ tôi cũng thấy là con này nó nặng hơn so với cái con khác rất nhiều rồi. Đấy. Bóc ra. Đây, vỏ này bóc khó thế. Đấy. Đây. Đấy. Đây, chúng ta cùng mở ra nhé. Đây. Sách hướng dẫn này. Đây. Như các bạn có thể thấy là đây. Này. Này. Thân vỏ làm rất là chắc chắn. Vỏ này. Kim loại 100% nhé. Đấy, không có nhựa luôn. Đấy, sắt không gỉ 100%. Đấy, cầm rất là chắc chắn này, nặng trịch luôn. À. Khe loa này. Khe loa rộng, to và rộng này. Đấy, chất liệu sắt này. Đấy, về ngoại hình là quá là ok luôn này. Này, viền này. Viền này sắt này. Đấy. Tôi sẽ mở một cái con tôi sẽ mở con F22P và cả con F22 FEP để đây tôi sẽ mở một con nhé để cho các bạn so sánh về chất liệu sắt của con F nó khác nhau một xem các bạn cho các bạn thấy nó có sự khác nhau một trời một vực về cái thứ nhất là về cái chất liệu. Ô, sao cái này móc khó thế nhỉ. Đây. Đây. Đấy nhá, để hai con cạnh nhau nhá. À con này cầm nhẹ heo luôn này. Này cầm nhẹ heo luôn. Này. Đây. Con này cầm nhẹ heo luôn đây cho các bạn để lên nhé, cho các bạn cùng so sánh nhá. Này. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đây. Này, chất liệu nhựa này. Này. Này cái ống này. Ống này bằng nhựa này. Đây, toàn bộ ôi vỏ này. Hoàn toàn là nhựa hết này. Cầm như hàng mã. Con F22P. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy, thấy sự khác biệt chưa? Đấy, con này này, kể cả cái viền này nó cũng là kim loại này, con này này viền này là nhựa này. Này cái khe này là nếu mà như này là nước sẽ dễ vào hơn này. Đấy. Con này thì cầm rất là chắc chắn, nặng trịch luôn. Đấy. Nên tản nhiệt khá là tốt. Còn con này về lâu về dài nó sẽ nóng này,
không chịu được này. Đấy, về cái con này không có loa này, không có loa làm thoại nhá. Con này là khe loa làm thoại này, to này, rõ ràng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy sự khác biệt chưa? Giữa hai con chưa? Ngoại hình con này F26 FP là nó về ngoại hình nó quá là ngon. Đây tôi sẽ hôm nay tôi định so sánh con F26 này với con CMX. Đấy. Thực ra so sánh này nó hơi khập khiễng nhưng mà tôi thấy nó cũng có một cái tính năng khá giống giống so với con CMX là tính năng xuyên đêm. Có nghĩa là ban đêm không cần có đèn. Đấy. Không cần có đèn, nó vẫn nhìn được ban đêm có màu. Đấy. Thì con CMX thì là nó sẽ phải có thêm một cái mắt nữa, mắt kép để nó cảm biến ánh sáng ấy thì nó mới sẽ tạo ra màu sắc. Đấy. Thì về ngoại hình hai con này nó cũng tương đương nhau, mà con CMX thì giá như các bạn biết là giá trên thị trường CMX nó rất là đắt. Đấy, nó khoảng 1 triệu mấy cơ. Triệu triệu tư cơ. Đấy. À, chứ đấy chưa có bộ nhớ. Con này thì giá nó chỉ có 900 một triệu thôi. Đấy. Đấy. Mà nó cũng có những cái tính năng gần, tôi thấy là nó cũng tất nhiên công nghệ của hai con nó là khác nhau nhưng mà nó đều có cái tính năng là nhìn ban đêm mà không cần có đèn đấy. Đây tôi sẽ cắm điện có con F26 FP này nhá. Con F26 này nhá, để xem nó có cái gì. Test thử xem nó chạy như thế nào nhé. Đây. Cắm điện đây này. Ok này. Test nhanh thôi. Chứ không giới thiệu quá lâu nữa, bởi vì những cái này sản phẩm này các bạn cũng đã biết tương đối rồi. Đây trước hết là cũng như mọi lần khác này đây. Chúng ta sẽ bạn nào chưa có phần mềm đau phần mềm iMao Live về nhé, lên CH Play hoặc là ứng dụng Google Play hoặc là ứng dụng gì nhỉ, Apple Store ấy. Đấy, đau về đau iMao Live về nhé. Đấy, đây sợ như tôi là tôi đã đau rồi này, đau iMao bấm này, sau đó đăng ký một cái tài khoản này, thì sẽ sau khi đăng ký tài khoản xong thì giao diện nó sẽ kiểu kiểu như này. Đấy, sau đó thì bạn ấn vào dấu cộng góc phải trên cùng màn hình này, ấn vào quét mã QR này. Đấy. Ok, quét mã QR này trên thân cam này. Đấy, cam đang hiện, các bạn đợi nhé, khi nào cam hiện đèn xanh như này nhé thì mới cài nhé. Đấy, các bạn ấn tiếp theo này, ấn tiếp theo tiếp này, đợi này. Đấy, đợi nó báo như này này, kết nối với thiết bị này, cái gì này, các bạn ấn chữ kết nối nhá. Đến cái bước này ấy, thì các bạn chú ý là các bạn kết nối vào cái mạng wifi nhà các bạn đang dùng nhá. Như tôi đang dùng vào wifi Hoàng Phát 3 này, thì tôi sẽ kết nối vào Hoàng Phát 3 này. Các bạn chờ tí để tôi nhập mật khẩu nhé. Ok, như vậy là tôi đã nhập xong mật khẩu nhá. Sau khi các bạn nhập xong mật khẩu ấy, các bạn ấn tiếp theo này. Đấy, các bạn chờ trong giây lát này. Đợi nó khoảng 9 8 8 89 là 90 thì nó sẽ tự xác nhận. Đấy. Bạn chờ chút. Chắc khoảng tám mấy giây. Đấy, đang thêm thiết bị vào tài khoản của bạn này. Đấy. Ok này, ấn vào cửa trước này. Ấn múi giờ này, chọn múi giờ 7 nhá. Đây Bangkok, Jakarta này. Ấn tiếp theo này. Ok này, ấn trong nhà cũng được, ấn ngoài nhà máy cũng được. Ấn gì cũng được. Đấy, ấn vào xong này. À, xin chúc mừng này, các bạn đừng ấn kích hoạt nhá, ấn sau thôi. Cái này kích hoạt nó sẽ ra đám mây đấy, đám mây là mất tiền theo tháng đấy. Các bạn ấn đây, bật vào cam này để xem hình ảnh này. Chất lượng hình ảnh này. Có nó sẽ có 3 độ phân giải 1080 720 và 1080 nhá. Đấy. Các cái tính năng này, cơ bản như đèn dọi này. Đấy. Đấy, khi bật lên nó sẽ đèn dọi này. Tắt đi này.
Ok chưa? Còi hú báo động nhá. Ui giời, hú to đùng luôn. Hú to kinh khủng luôn. Đấy, tôi tắt đi nhá. Điệp tài quá. Làm thoại hai chiều nhá. Đấy. Alo, alo. Alo, 124, alo. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Alo, alo. Loa rất to to. Khi để cạnh nhau thì nó sẽ bị cộng hưởng âm thanh thì nó sẽ kêu như vậy. Rồi, rồi tắt đi, tắt mic đi nhá. Ok. Đấy. Hình ảnh này, hình ảnh rất là nét. Các bạn có thể vào đây để tôi thử cho các bạn xem hình ảnh của nó nhé. Đây, hình ảnh đây. Zoom lên này, rất là nét. Đấy. Đấy. Nói chung con này chất lượng hình ảnh nó đẹp. Thứ hai là các bạn vào này, bên trong này, những phần như thông báo này các bạn bật lên nhé. Tin nhắn để hình ảnh nếu các bạn muốn nó gửi thông báo điện thoại này, âm thanh cảnh báo này, liên kết báo động này. Thì khi các bạn bật cái liên kết báo động này lên thì là ví dụ như là khi có tiếng ồn hoặc là khi có cái gì phát ra ấy, thì nó sẽ kêu ấy, nó sẽ báo về âm thanh ấy, nó sẽ báo về máy đấy. Và nó sẽ hú còi nhé. Đấy, phát hiện này. Phát hiện chuyển động này, phát hiện con người này. Các bạn bật, nếu mà các bạn muốn chỉ muốn phát hiện khi có con người thì nó mới phát hiện, thì các bạn bật phát hiện con người lên. Còn nếu mà các bạn muốn bất cứ cái gì nó gây ra trước mắt cam thì nó đều gửi tin nhắn về báo, thì các bạn bật, thì các bạn tắt cái phát hiện con người đi nhá. Và thứ hai là đây, bật phát hiện này, cái này là theo lịch trình rồi này. Độ nhạy phát hiện chuyển động này các bạn để lên tầm mức 4 hoặc mức 5 nhá, cho nó nhạy nhá. Đấy, vùng hoạt động chung cái đấy bỏ qua đi. Lưu chỗ cục bộ này, các bạn lưu ý các bạn muốn lưu liên tục 24/24, các bạn bật cái ghi theo lịch trình lên nhé, nhưng là sẽ nhanh hỏng thẻ với cả nhanh hỏng cam với cả nó tốn dung lượng bộ nhớ hơn rất nhiều đấy. Thứ ba là cái đèn dọi này, tầm nhìn ban đêm đây, đây chính là cái yếu tố này này, cái tầm nhìn ban đêm nhá, đây chính là cái yếu tố này là sẽ mà tôi đã nói với các bạn ấy, là cái tính năng là xuyên đêm đấy. Đấy, đây. Đây, nó có cái tính năng là tầm nhìn ban đêm có màu không đèn dọi. Đấy, tầm nhìn ban đêm có màu thông minh, có nghĩa là có chuyển động qua mắt cam thì nó sẽ bật đèn. Tầm nhìn ban đêm có màu dịu. Đấy, các bạn chú ý này. Bật lên này. Cái này là khi mà mình phải tắt hồng ngoại cơ thì nó mới kích hoạt. Còn bây giờ mình chưa tắt hồng ngoại là nó sẽ chưa kích hoạt đâu. Màu sáng này. Bây giờ phải kích hoạt tắt cái hồng ngoại đi thì cam nó sẽ sáng. Bây giờ tôi sẽ tắt nhé, để thử test cái tính năng màu ban đêm của nó nhé. Đấy, tắt hết đi. Bây giờ tôi sẽ che mắt cam này để cho nó bật hồng ngoại này. Chưa tắt đấy. Đấy, tắt một cái các bạn nhìn chưa, tắt đèn cái là cam đấy. Tầm nhìn ban đêm này, tôi sẽ điều chỉnh các tính năng này cho các bạn xem này. Tầm nhìn ban đêm có màu dịu này, bạn chú ý nhìn nhá. Đấy, khi tôi để tầm nhìn ban đêm có màu dịu thì là nó sẽ bật một cái ánh sáng ấy. Cái ánh sáng nó sẽ yếu hơn đấy. Còn nếu mà khi tôi để tầm nhìn ban đêm có màu sáng ấy thì các bạn nhìn này. Đấy. Đây, tắt đi nhá. Đấy. Thì cái ánh sáng để nó ra, nó sẽ ra cái ánh sáng nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Đấy. Đây, để đây cho nó soi. Đấy. Nó sẽ ra cái ánh sáng soi sáng hơn rất nhiều. Và thứ ba là tôi để thử cái tính năng là tầm nhìn ban đêm không đèn dọi này, tắt đi. Đây, thử thoát ra ngoài nhé. Đây, đây chính là cái tính năng mà tôi đã bảo, tôi đã so sánh khi mà tôi lúc đầu ấy, tôi đã so sánh là với con C-Base ấy. Thì tại sao các bạn phải mất tiền mua con C-Base để có tính năng nhìn xuyên đêm? Có nghĩa là không cần có đèn sáng mà vẫn có màu,
Thì con này nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí là đây, không nhìn không cần có đèn sáng nhé, vẫn có màu nhé. Bây giờ bạn nhìn xem đây. Đây. Vẫn vẫn có màu như như bình thường luôn đấy, chỉ cần một chút ánh sáng le lói thôi là nó vẫn ra màu. Đây là đấy. Ánh sáng yếu, ánh sáng yếu sẽ có màu. Còn nếu mà ánh sáng tối hẳn thì sẽ không có màu. Đó. Đấy. Xin lỗi, có nghĩa là như các bạn có thể thấy là đối với ánh sáng nó chỉ cần hơi yếu ấy, thì con này nó vẫn có màu ban đêm đấy, còn ánh sáng mà nó kiểu tối hẳn ấy thì nó sẽ không có màu ban đêm. Đúng. Này nó sẽ là da đen trắng này, sơ da đen trắng, sơ da đen trắng nhá. Đây vào cài đặt này, bật mấy cái tính năng lên, tầm nhìn ban đêm này, đây tầm nhìn ban đêm có màu sáng này, bật lên nhá. Đấy, màu sáng này, nó sẽ sáng này. Bây giờ chúng ta thử ra ngoài nhé. Đấy, ban đêm nó soi vào này. Đấy, các bạn nhìn xem, nó soi sẽ làm chúng ta cảm giác như ban ngày luôn. Này, chúng ta, tôi sẽ chuyển hết tất cả tính năng nhé. Tầm nhìn ban đêm này, tầm nhìn ban đêm có màu dịu này. Đấy, ban đêm nó sẽ hơi có màu, nó sẽ bật cái đèn lên nhưng mà bật cái đèn nó yếu hơn. Đấy, ban đêm nó sẽ có màu dịu, nó sẽ luôn bật đèn sáng đấy. Ừ, nó sẽ dịu hơn. Ừ, ánh sáng nó sẽ yếu hơn đấy, nó không chói lóa. Bạn có thể chỉnh thử cái tính năng tầm nhìn ban đêm có màu không đèn dọi đi. Thì cái này là ánh sáng yếu ấy. Đấy. Nó vẫn có màu. Thấy chưa? Vẫn có màu nhá. Đấy, mặc dù là tắt hết đèn rồi. Đây. Tắt hết đèn rồi nhá, vẫn có màu. Ổn chưa? Nhưng mà nếu mà nó tối hẳn nhá, tối hẳn thì nó sẽ mất màu. Còn nó nếu mà để ánh sáng nó cứ kiểu nhờ nhờ như này thì nó sẽ vẫn có màu. Đấy. Đỉnh chưa? Xoay màu, xoay có màu luôn này, nhìn này, đấy. Tối hẳn nó sẽ mất màu này, đấy. Sẽ là đen trắng. Nếu mà tối hẳn thì nó sẽ là đen trắng. Đấy, các bạn muốn chỉnh nó lên trở lại có màu thì các bạn, tại vì tôi cứ dịch chuyển đấy thì nó sẽ bị mất màu đấy, để một lúc thì nó lại có màu lại đấy, thấy chưa? Đấy, để một lúc lại có màu đấy, tối om luôn. Để lên tí này, có một chút ánh sáng le lói thì nó lại trở lại có màu luôn này. Chờ tí nhé. Ừ. Ok nhé.
Thôi, tôi sẽ bật đèn lên. Ok, như vậy là tôi đã vừa giới thiệu và so sánh các cái tính năng cũng như là hình dáng của cái con F26 này với đối với các cái sản phẩm thế hệ trước nhé. Thì con F26 này đúng là nó hơn hẳn về mọi mặt. Thứ nhất là hơn hẳn về hình dáng bên ngoài cũng như là chất liệu để sản xuất ra nó. Thứ ba là cũng về các cái tính năng. Các thứ thì nó có thêm cái tính năng là có màu ban đêm, không cần đèn dọi đấy, thì có nghĩa là cái đối với cái tính năng này thì tôi thấy là ví dụ ánh sáng mà yếu ấy, le lói ấy, thì là nó vẫn có màu, nhưng mà ánh sáng kiểu mà nó tắt hẳn ấy, tối hẳn ấy, tối có nghĩa là tối om luôn, không nhìn thấy gì ấy, thì là nó sẽ không có màu đấy. Thì là cái này ví dụ như là ở ngoài đường này, hoặc là ở ngoài vỉa hè, hoặc là ở ngoài ở ngoài 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 sân ấy, cái thứ ấy, nó vẫn có một chút ánh sáng, ví dụ đêm trăng chẳng hạn, ánh sáng nó thì là cam này nó vẫn nhìn có màu nhé. Đấy, còn nếu mà tối hẳn ấy, tối om luôn ấy, thì nó sẽ không có màu. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.